trường hợp của cha Jusep Trần Ngọc Thanh gây ra các quan ngại về an ninh của các linh mục khi đang cử hành các bí tích và các cử hành phụ vụ theo tờ La Croix cái chết của cha Jusep Trần Ngọc Thanh là giọt nước tràn ly đối với các quan ngại sâu xa về an ninh của các linh mục khi đang cử hành các bí tích và các cử hành phụ vụ khi trao mình Thánh Chúa trong Thánh lễ Chúa Nhật ngày 17 tháng Giêng cha Simon de Violet Linh mục phụ tá tại giáo sứ Chúa Thanh Linh ở quận 12 của Paris đã phải đối mặt với một người đàn ông đã nhận mình thánh chúa trên tay trước khi bóp nát thành từng mảnh và ném xuống đất. Một cử chỉ bạo lực và phạm thánh nghiêm trọng đối với giáo hội. Một sự xúc phạm đòi hỏi một thánh lễ sám hối được cử hành vào thứ tư tuần này. Người đàn ông đến và chìa tay ra để rước mình thánh chúa. Nhưng thay vì đưa bánh thánh lên miệng, hắn ta lại nâng nó lên cao ngang mặt và bóp nát thành từng mảnh vụn rồi ném xuống đất. Trong một trường hợp khác trong thánh lễ hôm Chủ nhật 23 tháng Giêng, một phụ nữ lên rước lễ ở Sintertag đã nắm chặt bàn tay của vị linh mục và mơn trớn, cho đến khi người rước lễ phía sau tiến lên can thiệp xô so y thị ra chỗ khác. Tại Hoa Kỳ, một phụ nữ 26 tuổi đã tự nộp mình cho cảnh sát. Y Thị bị cảnh sát truy nã với hai tội danh liên quan đến việc phá hoại gây thiệt hại khoảng 10.000 đô la cho vương cung thánh đường Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ở Denver. Hôm 13 tháng Giêng, văn phòng biện lý quận Denver cho biết Madeline Ann Kramer phải đối mặt với một cáo buộc tội phạm phá hoại công thự và một tội ác vì lòng thù hận liên quan đến một vụ việc xảy ra vào ngày 10 tháng 10. Cả vương cung thánh đường và các bức tượng gần đó đã bị phun sơn lên rất nhiều với các thông điệp cho thấy thành kiến chống Kitô giáo. Biện lý quận Beth McCann nói, các bức ảnh về vụ phá hoại cho thấy các khẩu hiệu như Satan sống ở đây, những kẻ siêu cấp da trắng, cũng như những hình chữ thập ngoặc được viết bằng sơn phun màu đỏ tươi ở bên ngoài vương cung thánh đường, vỉa hè và trên nền một bức tượng của thánh Gioan Phaolô đệ nhị vị giáo hoàng Ba Lan đã đến thăm ngôi thánh đường này trong ngày giới trẻ thế giới năm 1993. Trong một video ngày 2 tháng 10, Kramer cho biết cô ta lớn lên theo công giáo và được rửa tội tại nhà thờ công giáo Saint Francis Cabrini ở Littleton, Colorado. Tuy nhiên, cô ta không bao giờ cảm thấy giáo hội công giáo là đúng. Cô cho biết gần đây cô đã truy cập trang web của giáo sứ Saint Francis Cabrini và thấy rằng họ đang tích cực hỗ trợ trào lưu chống phá thai trên khắp đất nước. Phó tế Chet Yubowski tại nhà thờ công giáo St. Francis Cabrini nói với CNA rằng Kramer là người phụ nữ đã đến gần bàn thờ trong thánh lễ ngày 10 tháng 10, chỉ vài giờ sau khi cô ta phá hoại vương cung thánh đường. Cô ta đã lên rước lễ và khi được trao mình thánh chúa, cô ta nhìn chăm chăm vào mặt cha John Paul Leiber, là hét và tự nhận mình là một người thờ Satan. Trường hợp của Cha Duse Trần Ngọc Thanh là giọt nước tràn ly gây ra các quan ngại về an ninh của các linh mục khi đang cử hành các bí tích và các cử hành phục vụ. Cha Duse Trần Ngọc Thanh là nhà truyền giáo đầu tiên hy sinh trong năm 2022. Danh sách các thử sai bị giết hàng năm của Thông tấn xã Fides ghi nhận Cha Duse Trần Ngọc Thanh là nhà truyền giáo đầu tiên hy sinh trong năm 2022 danh sách này không chỉ xem xét các nhà truyền giáo theo nghĩa hạn hẹp, nhưng cố gắng khi lại tất cả những người đã được rửa tội tham gia vào đời sống của giáo hội đã bị giết một cách bạo lực, không chỉ vì lòng thù hận đức tin mà còn vì những lý do khác. Thành ra, Fides không sử dụng thuật ngữ những vị tử phi đạo, theo nguyên nghĩa là các chứng nhân đức tin để không gây trở ngại cho sự phán xét mà cuối cùng giáo hội có thể đưa ra đối với một số vị trong tiến trình tuyên phong này. Đồng thời, thông tấn xã Fidesz sử dụng thuật ngữ nhà truyền giáo cho tất cả những người đã được rửa tội. Ý thức rằng, nhờ bí tích rửa tội của họ, mọi thành phần dân chúa đều trở thành môn đệ truyền giáo. Tất cả những người đã được rửa tội, bất kể vị trí của họ trong giáo hội hay mức độ giảng dạy đức tin của họ, đều là những tác nhân của việc truyền bá phúc âm hóa. Trong tháng Diêm vừa qua, ngoài các vụ bắt bớ, đánh đập, ngược đãi, bắt cóc đòi tiền chuộc, chưa có báo cáo nào liên quan đến trường hợp hy sinh của các linh mục. Trong khi chưa có các báo cáo chi tiết từ các giáo phận trên thế giới, cha Du Trần Ngọc Thanh có thể coi là nhà truyền giáo đầu tiên hy sinh trong năm 2022. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm 30 tháng 12, thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc đưa ra con số các nhà truyền giáo bị giết trong năm 2021 là 22 vị, trong đó có 13 linh mục, mộ, một nam tu sĩ, hai nữ tu, sáu giáo dân truyền giáo. Năm nay, số nhà truyền giáo bị giết nhiều nhất được ghi nhận ở Phi Châu, nơi 11 vị bị sát hại, bao gồm 7 linh mục, hai nữ tu và hai giáo dân bị giết. Tiếp theo là Mỹ Châu, nơi có 7 nhà truyền giáo, 4 linh mục, một nam tu sĩ và hai giáo dân bị giết. Ở Á Châu, ba nhà truyền giáo gồm một linh mục và hai giáo dân đã bị giết và Âu Châu có một linh mục bị giết từ năm 2000 đến năm 2020, theo dữ liệu của chúng tôi, có 536 nhà truyền giáo đã bị giết trên thế giới. Fides nhấn mạnh rằng, cho đến nay, Bộ Truyền giảng tin mừng cho các dân tộc có rất ít thông tin có thể thu thập được về tiểu sử và hoàn cảnh cái chết của các vị. Có thể có những vị không hề thực hiện những chiến công hay hành động nổi bật, mà chỉ đơn giản là làm chứng về đức tin của các ngài trong bối cảnh xã hội nghèo khó, suy thoái, nơi bạo lực là quy luật của cuộc sống. Quyền lực của nhà nước không có hoặc suy yếu do tham nhũng và các thỏa hiệp, trong đó hoàn toàn thiếu sự tôn trọng đối với sự sống và mọi quyền của con người. Một lần nữa, những linh mục này, các nam nữ tu sĩ và giáo dân này nhận thức được tất cả điều này. Họ thường sinh ra ở cùng một vùng đất nơi họ chết. Vì vậy, họ không ngây thơ, nhưng bất chấp mọi thứ khuyên bảo, răn đe buộc im lặng cấm cản không cho tuyên bố đức tin. Họ không thể không làm chứng. Trích từ diễn từ của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Budapest ngày 14 tháng 9 năm 2021. Từ Phi Châu đến Mỹ Châu, từ Á Châu đến Âu Châu, họ chia sẻ cuộc sống hàng ngày với anh chị em của họ, với những rủi ro và nỗi sợ hãi, bạo lực và khó khăn, thiếu thốn, mang những cử chỉ nhỏ bé hàng ngày làm chứng nhân cho niềm hy vọng các linh mục giáo sứ bị giết hại trong cộng đồng của các ngài ở phi châu và mỹ châu bị bọn tội phạm tra tấn bắt cóc để tìm kiếm các tài sản không tồn tại các linh mục tham gia vào các công việc xã hội như ở haiti đã bị giết để cướp đi những gì cần thiết để thực hiện các hoạt động đó hoặc thậm chí bị giết bởi những người mà họ đang giúp đỡ như ở pháp hoặc ở venezuela nơi một tu sĩ bị giết bởi những tên trộm trong cùng một môi trường nơi ngài dạy những người trẻ xây dựng tương lai các nữ tu bị bọn cướp ở nam sudan rượt đuổi và giết chết một cách nhẫn tầm và vẫn còn nhiều giáo dân với số lượng ngày càng tăng các giáo lý viên bị giết trong các cuộc đụng độ vũ trang cùng với các cộng đồng họ đã sinh hoạt ở nam sudan những thanh niên bị tay súng bắn tỉa giết chết trong khi cố gắng đưa hàng cứu trợ cho những người di tản chạy trốn khỏi các cuộc đụng độ giữa quân đội và du kích ở Miến Điện. Một nhà truyền giáo giáo dân bị giết hại dã man bởi một tên ăn cắp điện thoại di động ở Peru. Một thanh niên thiệt mạng vì minh nổ ở Cộng hòa Trung Phi khi đi trên xe truyền giáo. Một giáo lý viên bản địa, nhà hoạt động cho việc tôn trọng nhân quyền theo hình thức bất bạo động đã bị giết ở mễ tây cờ